Theo tin của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua phía nam khu vực Trung Trung Bộ, đối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, trên cao trường gió đông hoạt động mạnh dần, nên tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Đồng thời hiện nay, các thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đã vận hành điều tiết lũ về hạ du, nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối ngập lụt khu vực ven sông và các vùng trộm thấp. Để chủ động đối phó với mưa lớn, lũ lũ quét sạt lỡ, Ban Chủ hy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, thành phố Đà Nẵng đề nghị. 1. Các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện, theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 04 ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 2. Ủy ban nhân dân các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, ra soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cô Đê, các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn, triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức neo đậu lòng bè và quản lý người, phương tiện nuôi trồng thủy sản an toàn, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý nghiêm cấm người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng chống lục bão đi lại đánh bắt cá trên sông vùng trũng thấp ngập lũ quan ngầm cầu tràn rừng núi và các khu vực có nguy cơ sạt lỡ chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vật tư trang thiết bị nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm bốn tại chỗ 3. Các đơn vị lực lượng vũ trang, ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ngành kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, chú ý các khu vực đồi núi tại huyện Hòa Vang, các xã Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Liên, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, vân vân và kiên quyết di dời sơ tán ngay người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn.